Hey yo, chào mừng các bạn đã đến với One SK, nơi các bạn có thể tìm thấy rất nhiều những bài tập rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng từ những bộ môn tập luyện hot nhất hiện nay. Tôi Tony Tú, huấn luyện viên gym. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tới các bạn 3 bài tập giúp chúng ta có một phần thân trên săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn và linh hoạt hơn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Các bạn lưu ý, hãy đặt gót chân rộng bằng vai, hông quá chặt. Ghi thật chắc bả vai, tay cầm tạ đặt ngang vai. Các bạn lấy hơi, gồng thật chắc cơ bụng, đẩy tạ thẳng qua đầu, duỗi thẳng cánh tay. Các bạn sẽ có 30 giây nghỉ trước khi đến với động tác tiếp theo. Ở động tác này, các bạn lưu ý, đặt gót chân bằng hông, đầu hướng ra bên ngoài, giữ cột sống thẳng theo đường cong tự nhiên, tay cầm tạ theo phương thẳng đứng. Kéo cùi trỏ ra phía sau, ép bả vai chặt nhất có thể. Các bạn lưu ý, lấy hơi và thở ra khi nâng tạ theo phương thẳng đứng. Các bạn nên thả lỏng chân tay, ổn định nhịp thở và nghỉ 30 giây trước khi bước vào vòng tập tiếp theo. Các bạn chống tay thẳng đứng vuông góc với mặt sàn. 3 điểm, gót chân, hông, vai cùng nằm trên một đường thẳng. Các bạn ấy hơi khóa chặt hông và gồng cơ bụng thật chặt trước khi chuyển động. Thở ra khi cánh tay giữ thẳng vuông góc với mặt sàn, kết thúc chuyển động. Chúng ta bắt đầu vòng tập thứ hai nào. Các bạn lưu ý, duỗi cánh tay thẳng để đạt hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể tự điều chỉnh tốc độ theo khả năng của bản thân và tăng dần khi luyện tập thành thạo các động tác. Động tác này, các bạn cần giữ vững trọng tâm, nâng tạ đầy cùi trỏ ra phía sau, hít vào, thở ra khi duỗi thẳng cánh tay. Động tác này các bạn thực hiện 10 lần, sau đó nghỉ 30 giây cho động tác tiếp theo.
Thực hiện động tác chống đẩy, hai mũi bàn chân đặt trên sàn, hai lòng bàn tay đặt vuông góc với mặt sàn. Ghi chặt vai, lấy hơi gồng bụng, siết mông mở cùi chỏ, hạ người song song với mặt đất, xuống sâu nhất có thể, đẩy thẳng tay ra. Vòng 3 rồi, các bạn hãy kiên trì. Các buổi tập đầu có thể sẽ hơi đau nhức cơ bắp, nhưng đây là dấu hiệu tốt cho việc các bạn đã thực hiện đúng động tác và sẽ có được một bờ vai săn chắc, khỏe mạnh. Nào, hãy đứng thẳng gối để thực hiện chuẩn xác động tác này nào. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Các bạn nghỉ 30 giây để chuẩn bị cho động tác tiếp theo. Ở động tác này, các bạn thực hiện 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mức độ khó sẽ ngày càng tăng lên, đòi hỏi các bạn phải thật sự nỗ lực thì mới đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu cơ thể bạn chưa quen với 4 vòng tập thì thời gian nghỉ giữa động tác sẽ có thể kéo dài từ 5 đến 10 giây để bạn có thể kịp điều chỉnh thể lực.
bạn đừng bỏ cuộc và hãy tập trung cố gắng nhé. 1 2 3 4 Gồng cơ bụng chắc. 5 rồi nào, cố gắng lên. Để có một bờ vai khỏe mạnh, vững chắc thì quá trình tập luyện luôn đòi hỏi độ khó cao và tinh thần thép của các bạn. Động tác cuối cùng rồi, hãy giữ vững tinh thần nhé. Tuyệt vời! Vậy là các bạn đã hoàn thành một cách xuất sắc các bài tập cho phần cánh tay. Đừng quên truy cập OneSK mỗi ngày để cập nhật các bài tập mới nhất, hữu ích nhất dành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tập tiếp theo của OneSK.